Xin kính chào quý ông bà anh chị em rất thân mến. Con là Linh Mục do An Batista Nguyễn Duy Anh Dũng, hiện đang phục vụ tại Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Linh ở Fountain Valley, Orange County. Hôm nay trong chương trình này con có dịp chia sẻ một chút tâm tình về mùa chay với quý ông bà anh chị em. Còn vài ngày nữa là chúng ta bước vào Tam Nhật Thánh, là thời gian mà mỗi người chúng ta được cùng nhau tưởng niệm về cuộc tử nạn, cuộc thương khó, sự chết và sống lại vinh quang phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Vào ngày thứ năm tuần thánh, chúng ta tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể và chức linh mục. Trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu ban chính mình và máu của Ngài cho chúng ta để nuôi dưỡng linh hồn và thân xác chúng ta, để chúng ta được luôn luôn gắn bó mật thiết với Chúa trong tình yêu của Ngài. Có thể nói rằng bí tích thánh thể là suối nguồn và tuyệt đỉnh của đời sống Kitô hữu mỗi người chúng ta. Cũng trong ngày thứ năm tuần thánh, chúng ta tưởng niệm việc Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta giới luật yêu thương. Hãy yêu thương nhau, yêu thương anh chị em, tha nhân như chính Chúa yêu thương chúng ta. Và nói về giới răn này, Chúa Giêsu cũng đã biểu hiện cho chúng ta thấy bằng chính việc Ngài tự hạ, khiêm tốn và rửa chân phục vụ cho các môn đệ của mình. Như thế thì sự yêu thương đã có ý nghĩa và thay đổi và trở nên sự phục vụ và trao ban chính mình. Mùa chay, mỗi người chúng ta cũng được nhắc nhở hãy chú ý đến việc cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái, cố gắng hết sức để sống cái tinh thần và thực hiện cái việc yêu thương mà Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta. Nói đến tình yêu thương, giờ đây con xin mời quý ông bà anh chị em chúng ta cùng thưởng thức bài hát Hãy yêu thương nhau của linh mục nhạc sĩ Thành Tâm, người đã mang những cảm hứng của mình về thánh kinh cũng như các bài thánh vịnh để đưa vào các sáng tác thánh ca vào đời của Ngài. Linh mục Thành Tâm cũng là người cha, người bố thiêng liêng của những anh chị em sắp trình bày bài hát sau đây. Con cũng như các anh chị em cũng là một trong số rất nhiều những người con của linh mục nhạc sĩ Thành Tâm mà chúng con thường gọi là bố. Chúng con được Ngài hướng dẫn, dạy dỗ và chỉ dạy cho chúng con không chỉ về giáo lý thánh kinh nhưng còn về nhân bản, cách sống làm người và các sinh hoạt, sự điều hành. Giờ đây con xin mời quý ông bà anh chị em chúng ta cùng nhau lắng nghe và cầu nguyện. Chiều năm xưa giữa bữa tiệc vui thì thầm bên tai Chúa nói biệt ly. Này đoàn con ơi chớ hay sợ chi, ta sẽ ra đi nhưng ta lại tới. Về cùng cha ta đứng đã gọi ta, một thời gian thôi chẳng có là bao. Ta đi lo cho các ngươi, dọn chỗ các ngươi bên ta sau này. Lời Ngài khi xưa, lời Ngài khi xưa con xin nhớ hoài. Tình Ngài thương con, tình Ngài thương con không bến không ngờ. Lời Ngài
Chiên ơi giữ vững niềm tin, vì này ta đi sẽ có lợi hơn. Đừng buồn lo chi sẽ có ngày vui, khi đấng uy an nơi cha ngự đến. Người là ngôi ba xuất phát từ cha, và người thay ta hướng dẫn đường đi. Là nguồn ơn thiêng yêu thương chứa chan, ban sức thêm ơn uy an vỗ về. Lời Ngài khi xưa, lời Ngài khi xưa con xin nhớ hoài. Tình Ngài thương con, tình Ngài thương con không bến không bờ. Lời Ngài khi xưa, ngàn đời mai sau con luôn ghi nhớ. Cây nho chính của vườn nho, còn người trông nom chính Chúa là Cha. Ngành nào trong ta sẽ cho nhiều hoa, Cha sẽ tia đi cho nho mọng trái. Ngành nào không chia sức sống của ta, thì này Cha ta sẽ ném ngoài xa. Không lo liên kết với cây sẽ héo khô ngay không sinh ích gì. Lời Ngài khi xưa, lời Ngài khi xưa con xin nhớ hoài. Tình Ngài thương con, tình Ngài thương con không bến không bờ. Lời Ngài trong tâm tình của Mùa Chay, mình đã được trở về với tất cả những bài hát của Bố Thành Tâm. Đó là sự kêu gọi của tất cả các anh chị. Rất là sung sướng khi mà nhớ lại những lúc được hát ở trong nhà thờ cùng với bố. Những bài nhạc của bố lúc đó thì mình hát cũng giống như là hát thôi, chứ không có biết nó là cái gì. Nhưng mà bây giờ thì nghe được bài nhạc lại của bố mới thấy được những lời Chúa, những lời tâm tình mà bố gửi gắm đã làm cho lòng của con thao thức rất nhiều. Thật sự con cảm ơn bố, cảm ơn những bài nhạc của bố, cảm ơn tất cả những gì mà bố chỉ dạy cho con. Cho dù chỉ trong vòng 2 năm, không nhiều, nhưng nó đã để lại cho con rất nhiều kỷ niệm. Và ngay bây giờ, con cũng xin một lần nữa được cảm ơn Bố Thành Tâm. Kính thưa bố, quý cha,
quý anh chị. Bố ơi, con rất hãnh diện được gọi bố là bố và được làm con của bố. Hôm nay con mượn nơi đây để nói lên lòng biết ơn của con đến với bố. Bố đang không quản ngại hy sinh, thương yêu dạy dỗ và hướng dẫn con từ những ngày đầu khi con mới bắt đầu bước vào đoàn thiếu nhi thánh thể, rồi lớp giáo lý thiếu nhi, rồi khi con cùng gia đình rời khỏi Việt Nam để định cư tại Hoa Kỳ. Thánh ca vào đời của bố rất là hay, rất là cảm động, có nhiều ý nghĩa, đã đánh động đến tâm hồn của con trong các buổi tĩnh tâm, hội thảo và thánh lễ. Giúp con luôn thêm lời cầu nguyện đến với Chúa. Không riêng gì con cũng cảm nhận được nhiều người rất thích nhạc thánh ca của bố. Bố ơi, kỷ niệm của con đến với bố đó là con cũng là học trò của bố. Bố mở lớp dạy guitar và nhạc lý cùng với một số bạn. Nhờ bố dạy con mới biết được âm nhạc và tìm hiểu thêm về âm nhạc. Con cảm ơn bố rất là nhiều. Và cũng xin cảm ơn với các anh chị đã từng sinh hoạt chung những năm với bố. Nhớ lại những kỷ niệm xưa thật đầy yêu thương, đầy cảm mến và rất là quý giá. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ Maria, Đức Mẹ La Mã luôn gìn giữ bố, quý cha, quý anh chị và ban nhiều hồng ân trong mùa chay thánh này. Với mình thì nhạc của cha Thành Tâm đã đến với mình rất là sớm, từ thập niên 80 đến bây giờ. Đó là những tháng năm phải nói là buồn tẻ do hoàn cảnh xã hội, và nhạc của ngài đã đến với giới trẻ của mình thời đó giống như là một cái gì đó nó rất là thân thương, mà mình nhìn được cái hình ảnh của Chúa Giêsu không còn là một người ở trên cao xa vời nữa, mình coi giống như là một người bạn hữu, với một người anh, một người bạn đường với mình. Thì khi mình hát lên cái nhạc của cha Thành Tâm, mình cảm thấy nó rất là đi vào trong lòng những lời cầu nguyện. Và đến ngày hôm nay, khi mà qua đến đây thì gia đình mình có những buổi kinh tối vẫn dùng những bài hát của ngài để mà kết thúc buổi kinh. Con cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến cha, mong cha ngày càng khỏe mạnh để có nhiều sáng tác mới cho giới trẻ chúng con. Con xin hết. Giới trẻ Công giáo Việt Nam qua vài thế hệ gần đây đã được biết và yêu mến dòng nhạc Thánh ca vào đời của linh mục nhạc sĩ Thành Tâm. Bên cạnh đó cũng được rất nhiều người yêu mến qua vai trò là cha linh hướng của lớp giáo lý thiếu nhi Hội Đức Mẹ Cứu Giúp thuộc dòng Chúa Cứu Thế 38 kỳ đồng. Ở nơi ngài luôn toát lên cái sự nhanh nhẹn, trẻ trung và đầy nhiệt huyết, cộng với lại cái sự chân thành gần gũi, khiến cho giới trẻ cảm thấy nơi ngài có cái sức hút để họ tìm đến với ngài. Có những thời điểm mà những huynh trưởng, những thiếu nhi người ta gặp gỡ ngài, người ta có những cái suy nghĩ nó lạ vì một linh mục mà giống như một nhạc sĩ, một ca sĩ, tức là rất là trẻ trung, rất là gần gũi. Cái điều đó khiến cho giới thanh thiếu niên, giới trẻ họ tìm đến cái thánh lễ thiếu nhi ở 38 kỳ đồng để mà được thờ phượng Chúa trong cái bầu khí là sinh động, tươi vui do ngài cử hành. Có những thời điểm sĩ số của các huynh trưởng lên đến hơn 100 anh chị, còn các em thiếu nhi thì gần trên dưới 1.400 em. Vào cái thời điểm đó thì hàng ghế trong nhà thờ không đủ cho các em ngồi,
phải tận dụng ở giữa lòng nhà thờ, rồi hai cánh gà bên hông bên hành lang Thánh Giuse, Đức Mẹ, thậm chí trên cung thánh tràn ngập các em thiếu nhi. Còn phụ huynh và giáo dân phải đứng xung quanh nhà thờ để tham dự thánh lễ. Ở cứ mùa nắng thì lại có một vài em ngất xỉu vì ngợp. Tại sao Ngài đã có sức hút mạnh liệt với giới trẻ như vậy? Chúa làm. Ngài nói, Ngài chỉ là cây bút ba xu Chúa dùng. Vâng, cây bút ba xu ấy cứ miệt mài kiên trì hàng ngày để lên lớp, để viết lên những tâm tình sám hối, ngợi khen, chúc tụng Thiên Chúa và khắc họa lên từng lớp các huynh trưởng kế thừa cho giáo hội. Và không ít những đứa con thiêng liêng của cây bút ấy giờ đã trở thành những linh mục, những tu sĩ nam nữ ở khắp nơi trong nước cũng như hải ngoại. Chúng còn những huynh trưởng, những thiếu nhi đã gọi Ngài một cách thân thương là bố, là ông bố, ông ngoại, ông nội. Ông bố là sở dĩ gọi ông bố là bởi vì cả ba và mẹ đều là huynh trưởng, còn các con của họ thì là cũng sinh hoạt dưới sự linh hướng của Ngài. Cứ thế thời gian cứ trôi dần thấm thoát hơn 40 năm với biết bao nhiêu những lớp thế hệ trẻ kế thừa nhau. Thiết nghĩ là trên thiên quốc Chúa đang mỉm cười với bố vì những nén bạc mà Ngài trao cho bố ác hẳn đã sinh lợi cách đáng kể. Nguyện xin sao cho những cống hiến của bố được ghi nhận và được lan tỏa, đặc biệt cho giới trẻ, để chúng con thật sự cảm được tình yêu của Thiên Chúa và đồng hành với Chúa Kitô trong cuộc sống này một cách thiết thực nhất. Một chiều năm xưa giữa bữa tiệc vui, thì thầm bên tai Chúa nói biệt ly. Này đoàn con ơi chớ hay sợ chi, ta sẽ ra đi nhưng ta lại tới. Về cùng cha ta đứng đã gọi ta, một thời gian thôi chẳng có là bao. Vì này ta đi lo cho các ngươi, dọn chỗ các ngươi bên ta sau này. Lời Ngài khi xưa, lời Ngài khi xưa con xin nhớ hoài. Tình Ngài thương con, tình Ngài thương con không bến không bờ. Lời Ngài khi xưa, ngàn đời mai sau con luôn ghi nhớ. Thứ sáu của Tam Nhật Thánh cũng còn được gọi là thứ sáu tuần thánh hay là Good Friday. Đây là ngày mà chúng ta tưởng niệm việc Chúa chịu khổ hình, bị đóng đinh vào thập giá. Chúa đã từng chịu những cảnh như là bị phản bội, bị chối bỏ, bị lên án, bị chế giễu, bị đánh đập tàn nhẫn và cuối cùng bị đóng đanh vào cây thập giá. Vì thế cho nên giáo hội mới hồi tâm và thinh lặng ăn chay cầu nguyện trong ngày thứ sáu tuần thánh để như chia sẻ với Chúa nỗi đau đớn, sự thương khó cũng như mở lòng để đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nhìn vào cây thập giá cũng có lúc chúng ta có những suy nghĩ của sự phản bội, của sự sợ hãi, của sự thất bại, của những sự đau đớn. Nhưng thật ra thập giá của Chúa Giêsu là đỉnh điểm của tình yêu Thiên Chúa mang đến cho con người của chúng ta. Vì chính nơi thập giá của Chúa Giêsu Kitô, Ngài đã ban cho chúng ta ơn gọi được làm con cái Thiên Chúa. Cũng chính từ nơi thập giá Chúa Kitô, chúng ta thấy được sự bộc lộ tình yêu và lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa cho chúng ta. Và cũng chính từ thập giá Chúa Kitô, máu và nước của Ngài đã tuôn đổ ra để
mang lại cho chúng ta một đời sống mới và một trang sử mới của nhân loại bắt đầu. Ông bà, anh chị em thân mến, suy niệm về sự chết của Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta là ai mà được Chúa yêu thương đến như vậy? Chúng ta là ai mà được Chúa hy sinh, cam chịu bao khổ hình, nhục nhã cho chúng ta? Giờ đây, cùng với tâm tình của linh mục nhạc sĩ Thành Tâm, con xin mời quý ông bà anh chị em chúng ta cùng thưởng thức, lắng nghe và cầu nguyện với tâm tình yêu mến Chúa trong bài hát Giêsu, Giêsu. Jesus,
trong Chúa mắt môi như đang gọi ta yêu tránh ta sao nỡ vô tâm thờ trong tâm tình mùa chay. Ngày hôm nay là một ngày mà Duy Hải cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được hát nhạc phẩm, những nhạc phẩm của linh mục Phêrô Nguyễn Thành Tâm, cũng là một người bố của tất cả những hướng dẫn viên và các em giáo lý thiếu nhi tại Kỳ Đồng, dòng Chúa Cứu Thế họ Đạo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thì Duy Hải nhớ cái bài Giêsu Giêsu là bố sáng tác vào năm 1985. Lúc đó thì bố, cái thói quen của bố đó, của linh mục Thành Tâm, là mỗi lần ngài làm một cái nhạc phẩm nào đó thì ngài sẽ cầm cái kèn saxo ra, rồi ngài thổi cho mọi người nghe. Sau đó thì ngài mới hỏi là được không, có phần nào giống nhạc phẩm nào không. Thí dụ có người nói, ồ bố ơi, cái đoạn này nè, nó giống nhạc phẩm của một nhạc sĩ nào đó. Thì tức thời, ngài cầm nhạc trở về để mà làm lại, làm cho đến khi cái dòng nhạc đó không giống bất kỳ một ai. Đó là linh mục Nguyễn Thành Tâm. Ngài rất là kỹ lưỡng và ngài đã dạy cho chúng con cái tính kỹ lưỡng bằng những câu châm ngôn, những câu mà phải nói là nhớ cho đến ngày hôm nay, cho dù những câu nói đó trải qua 30 năm, 40 năm. Đó là chuẩn bị, phải chuẩn bị. Thành công, chưa chắc thành công. Nói lên rằng, cho dù chúng ta có chuẩn bị đi nữa, cái kết quả cũng không phải là chắc chắn thành công. Vậy nếu chúng ta không chuẩn bị thì làm sao chúng ta bước được cái bước mà chúng ta muốn. Với mùa chay, chúng ta tự hỏi ngày hôm nay chúng ta đã chuẩn bị để đón Chúa vào lòng hay chưa? Chúng ta đã chuẩn bị tâm hồn như thế nào để đón Chúa Giêsu ngày phục sinh? Thưa bố, chúng con cảm ơn bố đã thương chúng con, đã dìu dắt chúng con, đã rèn luyện chúng con trở nên những người công giáo ngày hôm nay. Nếu không có bố thì chúng con không biết cái thời điểm đó, cái thời điểm mà xã hội nó rất là vô tư, rất thờ ơ trước giới trẻ. Bố đã giang tay, bố đã đưa ra hết tất cả những nhiệt huyết của bố, hy sinh cả cuộc đời của bố dành cho chúng con
bằng những bài giáo huấn, bằng những sự kỷ luật. Thế nên khi ra đời thì chúng con đã nhớ những lời Bố dạy, nhớ những cái buổi mà Bố đã kêu chúng con lại, tâm tình răn dạy, đe răn đủ mọi có những đủ mọi hình thức để mà chúng con được nên người như hôm nay. Con chỉ biết cầu nguyện Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ La Mã Bến Tre hãy gìn giữ Bố của chúng con, cho Bố qua những cơn bệnh nặng nghèo, cho Bố có đủ tinh thần minh mẫn để tiếp tục ở với chúng con, để tiếp tục nghe chúng con hát những bài của Bố, những bài mà năm xưa Bố dạy cho chúng con, từng nốt, từng lời nhạc, mạnh chỗ nào, yếu chỗ nào. Bố đã dạy cho chúng con biết cái tâm tình của Chúa Giê-xu, Ngài hy sinh cho chúng con thế nào. Và chúng con phải có bổn phận, phải có trách nhiệm với những ưu tư đó. Con xin kính chào Bố. Nhân dịp kỷ niệm 52 năm thử phong linh mục 4/4/1970 và 4/4/2022, con muốn nói lên những tâm tình của con dành cho Bố. Con cảm ơn Bố đã cho con những tháng ngày tuyệt đẹp của tuổi thanh thiếu niên, vì đã cho con một môi trường sinh hoạt lành mạnh có ý nghĩa. Trong môi trường đó, con có cơ hội học giáo lý, phát triển nhân cách theo đường lối Chúa và có nhiều bạn tốt. Và cũng chính trong môi trường lớp giáo lý thiếu nhi đó, Bố đã tạo điều kiện cho những năng lực tiềm ẩn nơi con phát triển, tạo nền tảng thành công cho con sau này khi ra ngoài đi làm và sinh sống trong xã hội Việt Nam. Con đã học được cách chia sẻ kiến thức và kỹ năng cho người khác, học về thuật lãnh đạo, cách ăn nói với công chúng và biết nhìn nhận những nỗ lực của người khác ngay từ trong lớp giáo lý thiếu nhi dưới sự dẫn dắt của Bố và thông qua hàng loạt những chung đụng và tính cách với các anh chị hướng dẫn viên và các em. Dưới một góc nhìn của Đạo Công giáo chúng ta, cuộc đời là một chặng hành trình đi về nhà cha. Sau mỗi chặng đường, người ta rút ra cho mình những ý nghĩa và giá trị thông qua hàng loạt những trải nghiệm trong những chặng đường đó. Chặng dừng tại lớp giáo lý thiếu nhi của con là chặng dừng đẹp nhất trong cuộc đời của con dưới sự dẫn dắt của Bố, với hàng loạt những trải nghiệm tuyệt vời con có được và không có tiền muôn bạc vạn nào trên thế gian này có thể đánh đổi chúng khỏi ký ức của con. Và trên hết, đằng sau tất cả những thăng trầm trong cuộc sống của Bố, của các chị nhân viên và của con, trong một chừng mực nào đó, con phần nào cảm nhận được sự đồng hành của Chúa dành cho chúng ta, cũng như sự quan phòng của Ngài cho tất cả chúng ta trên mỗi chặng đường. Điều đó đã được Bố minh họa rất là sống động trong bài hát Dấu Chân Trên Cát mà Bố đã sáng tác. Trong đó Bố cho chúng con thấy, vì những lúc ấy ta đang bồng bế con trên tay. Một lần nữa con xin chúc mừng Bố và con xin chào Bố. Này đoàn chiên ơi, giữ vững niềm tin, vì này ta đi sẽ có lợi hơn. Đừng buồn lo chi sẽ có ngày vui, khi đấng ủi an nơi cha ngự đến. Người là ngôi ba xuất phát từ cha, và người thay ta hướng dẫn đường đi, là nguồn ơn thiêng yêu thương chứa chan, ban sức thêm ơn ủi an vỗ về. Lời Ngài khi xưa, lời Ngài khi xưa con xin nhớ hoài, tình Ngài thương con, tình Ngài thương con không bến không bờ. Tình yêu thương của Thiên Chúa quả là cao cả và tuyệt vời quá, phải không quý ông bà anh chị em? Những ngày Tam Nhật Thánh sắp tới chắc chắn sẽ giúp cho chúng ta thay đổi, sửa đổi
và đổi mới những mối quan hệ chúng ta có với Thiên Chúa và có với nhau. Mong rằng chúng ta có được sự thay đổi về những gì chúng ta đang muốn làm, và cũng mong rằng chúng ta có thể thực hiện được sự thay đổi và đổi mới những gì chúng ta muốn nhưng chưa làm được. Xin Thiên Chúa tiếp tục che chở ban ơn lành cho quý ông bà anh chị em, để mỗi ngày chúng ta nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa mà chúng ta lớn lên trong đời sống đức tin và lòng yêu mến Chúa. Xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ nguồn úi yêu thương cũng như tiếp tục đốt cháy ngọn lửa yêu thương trong lòng chúng ta, và xin Chúa Giêsu ban ơn giúp sức cho chúng ta vác thánh giá theo Ngài, để chúng ta luôn luôn được gần gũi, gắn bó mật thiết với Ngài. Tiện đây, con và các anh chị trong nhóm cựu hướng dẫn viên thiếu nhi hải ngoại gửi lời thăm bố và kính chúc sức khỏe của bố thành tâm kính yêu. Xin Chúa ban cho bố thêm nhiều sức khỏe, an lành và niềm vui. Một lần nữa, con xin cảm ơn quý ông bà anh chị em đã dành thời gian theo dõi chương trình Thánh Ca tuần này, và xin Chúa chúc lành cho ông bà anh chị em thật nhiều. Xin Chúa ban cho ông bà anh chị em có một mùa chay sốt sắng, thánh thiện và thật hạnh phúc. Sao nỡ vô tâm.